Các công tố viên tiếp tục đối chất gay gắt với vận động viên điền kinh Oscar Pistorius về những tình tiết trong đêm anh bắn chết bạn gái của mình, cô Reeva Steenkamp. Pistorius quay trở lại một nhân chứng ngày thứ hai cho buổi đối chất thứ tư tại tòa. Anh khai rằng anh nổ súng sau khi nghe thấy tiếng như tiếng cửa phòng tắm đang mở ra, nhưng không thấy cửa dịch chuyển. Công tố viên Jerry Nell phản bác lời khai của Pistorius rằng anh nổ súng tự vệ trước người mà anh cho là kẻ đột nhập, nói rằng thực sự anh không biết vì sao mình nổ súng. Pistorius đã bật khóc ít nhất hai lần trong phiên tòa hôm thứ hai. Công tố viên Nell đã truy hỏi ráo riết nhằm cho thấy Pistorius là người dễ cáu giận và bất cẩn với súng ống, và ép Pistorius nhận trách nhiệm về vụ sát hại. Các công tố viên nói Pistorius cố ý bắn cô Steenkamp, trong khi vận động viên này khẳng định anh tưởng mình bắn kẻ đột nhập vào ban đêm.